Nhanh 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 nhanh. Ui nó theo sau kìa. Em ơi nó theo sau kìa. Kim Chi. Kim Chi nó theo. Thằng Ma Rốc nó theo sau. Mẹ. Ui con điên kìa, con điên tới rồi kìa. Ui rơi rồi. Rơi Kim Chi rồi. Kim Chi. Nhưng mà Kim Chi thì sao? Anh muốn chửi. Em thật là rơ ráy. Em đã mang bầu với thằng bốn những 12 đứa con. Đâu? Ôi, thật là rơ ráy. Quá khăn hình. Yeah. Không cho nữa, không tặng nữa. Cứu tôi. Cứu kiếp gì? Cô này, em chỉ là một con tép thôi. Đồ đi quá. Đồ quá tha ngoài muốn. Đồ. Bảy. Nó chỉ hoang tí thôi mày ạ, mày bình tĩnh. Hay là mày cứ yêu nó đi, nó chỉ hoang với anh bốn thôi. Không. Ta phải yêu đứa nào nó phải con. Con gì nữa? Chi. Mày ơi tao bảo đi. Trắng. Lấy một được tặng 12 thì không thích à? Ôi giời. Cô này tóc kết thằng bảy. À. Đây là trả thằng bảy anh đi. Bảy. Thích quá, thích quá. Giải cứu bảy đi. Đầy tiền nó kiếm tiền cho mày. Thấy chưa? Có đứa nào to không vậy chưa? Chưa. Ở trong bụng sắp to, đẻ ra mái to liền. Làm gì mà nhanh thế? Nó nhanh mà. Mày thôi mày bình tĩnh đi mày. Bọn tao cho ăn thuốc tăng trưởng. Ừ. Tao cái này đổi ý. Ôi, mày đổi ý cái gì sao mày cứ báo lý? Bảy ông bảy đấy. Không được trả bảy cho bọn tao. Tao bảy của tao. Ôi, là... Ủa mày bị hâm mà. Bảy của tao đi. Mày ơi. Ôi, mày ơi bình tĩnh, mày ơi bình tĩnh, mày ơi mày ơi. Em ơi cứu cái đi chết thôi, nhớ lắm anh bảy tần giết đi đây. Ui nhé anh bảy tần phân bò thôi. Phân bò thôi. Cứu anh đi. Sao cứu anh? Cứu anh đi. Anh không có yêu nó đâu. Ôi nó bắt cả sáu này. Nó thèm cả sáu ấy. Bảy nhảy đi em, nhảy đi em, nhảy nhanh lên. Kim Chi ơi, ôi ôi, mày làm vậy là bảy nó lại có bầu đấy. Anh không có bầu đâu. Mày cẩn thận, mày có bầu với anh bảy đấy. Mà mày có bầu với anh bảy là anh bảy không chịu trách nhiệm đâu. Cái khăn đấy là cái gì mà mày trân trọng nó thế? Oh my god. Đây là của hồi môn của gia đình nó để lại. Có cái khăn này chứng giám cho tình yêu của đôi ta. Ôi. Thật là kinh khủng. Mày ơi bình tĩnh, mày ơi bình tĩnh. Bình tĩnh, tao bảo chuyện đâu còn có đó bây giờ. Mày bắt bảy về, bảy nó có hiểu tính rõ mày đâu. Sao mày à. Mày không dám cứu nó sao? Không. Được, được, được. Ta chỉ khuyên mày thôi, ta chỉ cho mày đổi. Cậu ơi, cứu anh. Anh này ơi, em xin lỗi. Lần này nữa, hai em chờ đi. Các em ơi, các em đổi hướng sang kia đi. Để lấy hình. Các em. Mặt này mới nhìn thấy bảy, bên kia. Bên kia. Nào, bảy ơi. Nhìn cái mặt nạ. Đúng rồi. Bảy ơi, mặt em. Bảy ơi, mặt em. Thật là đáng sợ. Mày ơi. Mày lấy Kim Chi đi. Mày lấy luôn cả Kim Chi để đây không ai nuôi. Không ai nuôi được. Mày về mày nuôi luôn cả 10
mấy đứa kia nó luôn đi mày. Mày lấy luôn đi. Nhanh lên, nó bầu 13 đứa, 2 đứa rồi bọn tao. Hà thôi. Hà ơi, áo kim chi có cất bồ à? Mày bế nó về nuôi à? Mày định đi đưa nó đi hiến tế sao? Ừ nha. Em ơi cứu thằng Bảy đi đừng. Cứu Hà. Nhanh lên. Má Róc ơi, cuối cùng mày bắt đứa nào? Tao sẽ bắt hết. Em dính phân chưa? Chưa. Thế mai vẫn đi học được, đứa này dính phân rồi. Mai nghỉ học đi em. Mày có bầu được chỉ nó có bầu với mày thôi. Mày cứu ra đi em. Ôi dồi, ôi dồi. Bảy em mất 6 rồi. Các em mày cứu sao? Nó hết sức đây. Chết 6 rồi. Mang về ổ ấp trứng à. Ấp rồi. Ấp rồi. Châu đó. Này, mày hình như mày luyện cái gì từ cứt trâu hay sao mà tao thấy mày rất ngày bóc cứt trâu vậy? Công lực của ta từ cứt trâu mà lên. Ôi trời ơi, mày hàng ngày mày ăn cứt trâu hay gì? Kim chi của mày, mày không cần kim chi nữa sao? Kim chi nó có bầu mạnh 4, 12 đứa con. Ta không cần người như vậy. Ui, nó chỉ chiều hoa thôi mà. Mày đừng động vào tao nhé. Ngươi là người nói lắm nhất. Tao phải bắt ngươi. Đừng động vào tao. Ôi, Kim Chi, cứu. Cứu tao. Tao ngã đây. Bắt đi, quỷ đi. Bắt đi. Mì cơ này. Rát thế. Không dám sông là chơi với ta. Cái bà này. Bà này nè. Mày bà chị em im mồm. Im mồm. Tiền bấy là giàu. Má biệt tị thương 12 tỷ. Không đừng. Tao không có tiền. Nhiều chuồng bò lắm cứt trâu. Nhiều tiền à? Nhiều chuồng bò lắm cứt trâu. Có nhiều trâu bò không? Có nhiều trâu bò. Nhiều trâu bò là nhiều cứt. Đúng rồi. Nhiều lắm. Mày cứ về nhà bà đấy nhiều lắm. Bà không đấy. Đừng bắt tao. Bắt thằng Bảy đứng sau mày kia kìa. Mày bảo mày thích thằng Bảy mà. Mày ơi. Mày đâu ấy? Thằng mình đi về cứt ha. Đi đâu kia? Kim Chi á? Kim Chi nó ở nơi đó. Ủa thằng này nó đi đâu này mấy đứa ơi? Không. Đâu vậy? Các người nhìn thấy thung lũng của ta chưa? Oh my god. Mày dẫn bọn ta đi thung lũng để tham quan nơi nhà mày ở à? Đây là thung lũng đất bùn, tác với những bãi phân trâu lắng đọng hàng nghìn năm. Nó mới tạo ra được cái lớp phù sa nứt nẻ như thế này. Thật đáng sợ. Mày trông thấy chưa? Tao trông thấy rồi. Ê mày ơi, tao hỏi. Mày thích cứt trâu vậy, thế bình thường mày ăn cái gì? Ta
ăn cái gì kệ. Nhưng mà quan trọng là các ngươi không dám xuống đây đấu với ta. Bảy ơi, em đấu với nó đi, solo 1-1. Này Kim Chi, mày lại đây tao nói chuyện với mày. Bây giờ nếu mà bây giờ tao tao nói chuyện với mày, bây giờ nhá, thằng Bảy nó sẽ đấu với mày. Nếu mà nó thắng thì mày phải thả cho bọn tao đi. Còn nếu nó thua, tao cho mày thằng Bảy. Được, được, chắc là nó sẽ thua. Được rồi, Bảy ơi, xuống đi em. Nếu Bảy thắng thì là được lấy Kim Chi đúng không? Đúng. Xuống đi em. Anh ơi, em bảo cái cổ nó xuống đi. Anh xuống anh khiêu vũ với nó cũng được. Đi, em biết anh giỏi cái môn đấy mà, đi xuống đi. Đi xuống đi. Đấy, được rồi. Các em ơi, sang vòng kia của Vũ. Ai cũng cứu anh nhá. Ok. Đợi em tí nha. Đợi khán giả của Vũ. Đợi khán giả của Vũ. Đứng lên bờ kia em ơi. Mày thích đánh như thế nào? Mày không hiểu khiêu vũ là gì à? Đầu tiên là chúng ta phải chào nhau. Chào đi. Mày chào đi. Hey em ơi, âm lượng to lên chút nhá. Hai tay nắm cứt bò cầm nhau. Ôi, ba năm một, mùi hương thân quen, nồng cháy, hương đơn đơn. Nào, quay mạnh lên. Quay mạnh lên. Quay đi. Quay mạnh lên. Quay được. Ngu như bò ấy, để nó lừa chú. Ôi, anh bố em chứ. Bố lên anh. Cái gì đây? Không kêu vũ nữa đâu. Bánh à? Ôi bánh nè. Ôi anh còn cái bánh. Bánh xuống được anh bánh. Bánh cá tô của My đây. Ôi đánh xuống đây. Xuống đây Bảy. Anh Bảy xuống đây. Để ăn bánh cá tô cơ. Nhất anh Bảy nhá. Ôi tay nghe này. Đứng dậy. Ngồi lên. Cho đi dây đi. Mày đánh đi dây đi. Đánh đi dây đi. Bình 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 bình. Hey 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 hey. Người nhìn thấy chưa? Người nhìn thấy ủng hộ của nhà ngươi chưa? Cứu anh ơi. Anh đang vui mà. Anh đang ăn bánh thì sướng. Anh đang vui lên người mới. Giờ đây giờ người đang. Ôi thằng Bảy cắm sừng này. Bữa bên đây không phải anh. Chắc do anh. Bảy ơi mày nhìn chị. Rồi. Mày chừng chưa? Ô mày ngồi chị ơi. Ôi mày. Ôi đừng tao chân. Chân tao đâu. Ôi trời ơi. Ôi ơi cứu mặt đi. Cứu mặt đi. Cứu mặt đi đi mọi người ơi. Chân tao đâu. Ôi trời ơi. Tăng rồi. Cứu mặt cho em ơi. Các em ơi cứu nhanh lên. Bà đây bất tử mà. Thôi thôi em chị ơi. Em nghĩ là mình nên chuồn. Ôi rồi. Kéo gãy chân đi. Các em đào bùn đi. Gãy chân. Đừng. Các người chỉ có cách đào bùn thôi. Thế là tay các người phải muốn bùn. Không được kéo. Kéo là gãy chân. Còn nếu các ngươi mà đào bùn là các tay cũng nhúng bùn như ta thôi. Oh my god. Mà chết rồi. Cứu chị. Chị cầm cho em cứu. Cứu chị. Cứu chị. Cứu. Bảy ơi. Ơi. Bảy ơi. Bàn tay của các người đã nhúng bùn. Đau. Đau à. Ta và các người như nhau thôi. Cứu tao. Buồn đi tao cầm máy đi. Được chưa? Cứu tao. Ôi trời ơi. Được chưa bạn ơi? Ổn chưa anh? Chưa ok. Không lên được. Em ơi lên đây. Cần hạ ngon nhúng bùn. Cứu bà đây đi bé chị ơi. Thằng Bảy đâu rồi? Thằng Bảy à, anh Bảy. Anh Bảy nằm ở kia. Bảy ơi cứu chị. À, anh Bảy anh ấy đi mất tích. Anh Sáu bị bắt rồi mọi người ơi. Không lên được thật mà. Thế luôn là không lên.
tao bảo cho mày biết đây, mày mau từ bỏ cái ý định này đi, ngay lập tức. Đừng mày ơi, mày ơi, bình tĩnh đã. Maroc bình tĩnh. Đây, ta nói cho các người biết nè. Làm sao? Ta là kéo cừ lừa xẻ vì cái tội khi nó còn làm người, nó đã ăn tục chửi thề. Oh my god. Nó làm sàn rồi, nó sẽ phải chịu tội. Ôi dồi ôi. Vậy là cho nên các người thế ha. Ra ông Maroc này cũng tốt đấy chứ. Ủa nhỉ? Chứng trị người sao? Các đúng rồi. Người, ta chỉ trừng trị lúc này thôi. Nhưng nó kể cả nó có giải cứu thế giới nhiều đi chăng nữa thì nó vẫn kiếp trước nó vẫn có tội. Ơ nhưng mà mày ơi, giải kiếp này giải cứu thế giới là cũng bù tội cho kiếp trước rồi cơ mà. Ta sẽ phải kéo cư lừa xẻ. Các em ơi, cứu anh bảy đi. Cứu anh bảy. Bọn săn cứu các người. Bọn săn con các người khỏe đã phết chứ nhỉ. Mày tưởng mày nghĩ sao mày có thể đánh được bọn tao? Mày là săn, mày em ơi, mày dậy đi. Săn phải khỏe lên chứ. Các em ơi, cứu các anh của các em đi. Lôi, nhanh lên em ơi. Anh ơi, kéo nó xuống hố sâu đi. Kỳ tài, nhanh lên. Thả ra ra. Đừng để nó lộng hành nữa. Đây mình là san mà, đúng không? Mình giải cứu thế giới mà. Thả ra. Ta chỉ hơ hở một tí thôi. Mà các người đã làm thịt ta. Mày nghĩ sao vậy? Bọn tao mà mày còn đòi gì à? Kéo đi em ơi, kéo xuống cái hố kia kìa. Hố này làm gì được ta? Nhanh lên. Hố này anh bảy. Cái đấy là 9 tầng địa ngục, mở rồi đấy, nó đợi mày đấy. Mày xuống đấy mày thầu và mày trừng trị hố kia. Hố nào đây? Hố kia. Hố cửa kia mà. Hố kia. Hố bên tay trái này, đi thẳng. Sáu ơi. Em cầm cái gì để chị kéo cho.